ca sĩ Phương Hồng Ngọc. Ca sĩ Phương Hồng Ngọc là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Trước đó, chị từng là ca sĩ nổi danh trên đài phát thanh Sài Gòn, cùng thời với một số nghệ sĩ khác như ca sĩ Phương Hồng Quế, Phương Đại. Bên cạnh đó, ca sĩ Phương Hồng Ngọc còn là gương mặt quen thuộc của nền điện ảnh nước nhà trong thời kỳ trước năm 1975. Nhờ có năng khiếu từ nhỏ, nên từ khi 12 tuổi, chị đã được gia đình cho đi học lớp nhạc của thầy Nguyễn Đức. Nhờ có giọng hát mượt mà và khả năng hát bè vững, chị đã được thầy giáo của mình chọn tham gia vào ban hợp ca trên đài phát thanh Sài Gòn, đó là ban nhi đồng ABC, và là thành viên ban hợp ca sau băng do thầy Nguyễn Đức thành lập, bao gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác như Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế, Phương Minh Châu, Phương Hồng Loan, Kim Anh. Đến năm 1980, mẹ và các anh chị em của chị sang Pháp dưới sự bảo lãnh của người cha mình, do không nhận được điện tín, khi đó chị đang hát cùng đoàn tại tỉnh Hải Dương, nên mãi đến 5 năm sau, chị cùng với gia đình nhỏ của mình được sang Pháp đoàn tụ. Tại Paris, chị đã may mắn được giới thiệu biểu diễn tại phòng trà. Chẳng bao lâu, chị được Trung tâm Thúy Nga mời cộng tác trong chương trình Paris By Night số 2, cùng với nhạc phẩm Món Quà Kỷ Niệm. Và chị tiếp tục công tác tại trung tâm này cho đến năm 1989. Thời điểm đó, hai vợ chồng chị đã ly dị và chuyển sang Houghton, Hoa Kỳ sinh sống nhằm tạo điều kiện tốt cho các con của mình học tập. Sau đó, chị cũng lập gia đình do tính chất công việc của người chồng làm giám đốc công ty tư vấn dầu khí tại Việt Nam, nên chị thường xuyên có mặt tại Việt Nam, tham gia vào nhiều chương trình biểu diễn ca nhạc, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người kém may mắn. Phương Hồng Ngọc sinh ra trong một gia đình mang nhiều dòng máu khác nhau. Ông nội của chị là một người Pháp, còn bà nội là một người Việt gốc Hoa. Do đó, người cha của chị mang trong mình ba dòng máu, mẹ của chị là một người gốc Cần Thơ. Trước năm 1945, cha của chị từng làm quan thuế tại thành phố Hải Phòng, sau đó chuyển vào Nam sinh sống, làm báo và giáo sư tiếng Pháp tại miền Tây Nam Bộ và gặp mẹ của chị tại đây. Tuy nhiên, sau khi mẹ chị sinh người con thứ tư thì cuộc hôn nhân của cha mẹ chị không còn được như trước, nên sau đó hai người quyết định sống ly thân. Sau này, cha của chị lấy một người vợ khác, còn Phương Hồng Ngọc ở lại với mẹ. Năm 19 tuổi, ca sĩ Phương Hồng Ngọc kết hôn với nghệ sĩ Ngọc Đức. Sau 4 năm cố gắng chung sống, hai người quyết định ly hôn. Sau khi hai người có với nhau hai người con, khi đó người con trai lớn của chị Trần Ngọc Duy Khôi mới 16 tuổi và con gái Trần Ngọc Hải Âu mới 12 tuổi. Hiện nay các con của chị cũng đã ngoài 30, hiện lập gia đình và chị đang là bà nội của ba đứa cháu. Sau khi sang Mỹ định cư, tái hôn với người chồng giờ đây là anh Lý Anh Tuấn, một người bạn của chồng ca sĩ Giao Linh.